Chính phủ Hy Lạp vừa chấp thuận tăng thuế và kế hoạch tư nhân hóa mới trong nỗ lực giải phóng các khoản nợ xấu để đổi lấy các gói cứu trợ tài chính và việc cắt giảm nợ từ các chủ nợ quốc tế. Các biện pháp này sẽ giúp Athens có được khoản tiền cần thiết để thanh toán cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 7 tới cho Ngân hàng châu Âu ECB. Những biện pháp này sẽ không dễ chịu bởi người dân Hy Lạp đã nộp thuế rất nhiều, nhưng đây có thể là lần cuối cùng chúng ta phải hy sinh và triển vọng mới rất rõ ràng. Theo như biện pháp mới, thuế VAT sẽ tăng lên 24% và các mặt hàng bị tăng thuế bao gồm nhiên liệu, thuốc lá, dịch vụ Internet và tài sản cố định. Hàng ngàn người đã tụ tập biểu tình ở trung tâm Athens phản đối biện pháp mới này. Phe đối lập cáo buộc ông Tsipras đang phá hoại đất nước và yêu cầu ông này từ chức. Để xoa dịu công chúng, ông Tsipras đã hứa khi đạt được mục tiêu thặng dư ngân sách, khoản tiền dư ra sẽ được đưa vào quỹ xã hội. Ông cho biết quỹ này sẽ nhận được 700 triệu euro trong năm nay.